Xin chào buổi sáng mọi người. Đấy, chúc mọi người một ngày Giáng sinh an lành nè. Hôm nay là ngày 24 nè, ngày lễ vọng Giáng sinh. Tối nay là Chúa sinh ra đời nè. Đấy, người ta thường chúc nhau là Giáng sinh an lành nè. Tại sao là Giáng sinh an lành? Người ta thường chúc nhau là chúc ngày lễ Giáng sinh nè. Tại sao là chúc như vậy nha? Tại vì Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời thì có gì vui á? Chúa sinh ra đời là Chúa là sao? Chúa là ông trời á, là vua trời đất á. Thì ở theo cái quan theo cái tín ngưỡng á, thì có ông trời thì ở với ta thì người ta còn sợ chi nữa ha? Đấy, ông trời là Chúa trời đất hả? Chúa trời đất ở với ta rồi chúng ta còn sợ chi á? Rất là nhiều. Nhưng rất là nhiều ý nghĩa ha. Ông trời thì là cái người điều khiển trời đất, là vua của trời đất ha. Là vua của trời đất à. Thì cái người mà là vua trời đất á, thì đến ở với con người. Đấy, chỉ dạy con người làm cái này làm cái kia ha. Làm cái này làm cái kia, sống như thế nào ha, để được bình an. Đó, thì người ta mừng à, người ta mừng à, mỗi hàng năm á, đây là kỷ niệm vào ngày 25 tháng 12 à, đêm khuya 24 rạng sáng 25 á. Đây kỷ niệm á, năm nào thì Chúa cũng sinh ra đời á, để là đó là kỷ niệm để nhắc nhở cho chúng ta à, nhắc nhở cho chúng ta là có Chúa á, có ông vua trời đất á à, lúc nào ông cũng ở bên chúng ta hết á. Thì như vậy thì năm nào á như là một cứ quá bận biểu vào cuộc sống đi, chúng ta quên mất à, quên mất là có một người ở phía sau, người rất là to lớn á, to lớn đầy quyền năng luôn ở phía sau ủng hộ chúng ta. Đó thì như vậy chúng ta còn sợ chi nữa ha, sợ chi à, một vài tâm sự về ngày lễ Chúa Giáng sinh á. Có Chúa trong ta thì chúng ta cứ vui khỏe rồi ha. Giống như kiểu như chúng ta là con nít á, nít 2-3 tuổi đó. Ta để mấy đứa nít 2-3 tuổi tại sao nó lại quấn quýt quanh cha mẹ của nó? Tại vì có một người bảo vệ nó đứng ở phía sau á. Đấy, thì đâu có sợ chi đâu. Đấy, nhưng kiểu chúng ta hồi đó con nít mà chúng ta đi học á, 5-6 tuổi đi học mà có một mình á thì sợ này sợ kia, nhưng mà đi với ba mẹ đâu ha, ông bà đâu thì không có sợ gì hết. Thì ngày lễ Giáng sinh đó, thì người ta có một cái niềm vui giống như niềm vui vậy ha. Này, có một niềm vui giống như vậy đó, giống như chúng ta là đứa con nít ha, đứa nít được cha mẹ, được ông bà bảo hộ. Thì ngày lễ Giáng sinh này thì chúng ta cũng giống như một đứa con nít vậy. 50, 60, 70, 80, mặc dù rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn như một đứa con nít ha. Nít thì được một cái người lớn ở phía sau bảo hộ. Thì chúng ta vui mừng á, chúng ta vui mừng nhắc nhở chúng ta là có ngày đó có Chúa ở phía sau á. Cây mai này mai đại lộc nè, ngày hôm qua làm lũa cho nó nè ha, làm lũa không phải lũa liếc gì, hôm qua đục ra thì trét keo thôi chứ không biết lũa sao nữa. Bữa nay là 29 tháng 11 ha, còn ở đây là 24 tháng 12. 4 tháng 12 dương lịch ha. Coi này Phú Tân nó nở nè. Đấy, vào cái ngày mà Chúa sinh ra đời thì nhắc nhở á, một năm thì nhắc nhở chúng ta đó, chúng ta sống tốt hơn. Đấy, sống tốt hơn á, chứ mà Chúa sinh ra đời cái qua bữa sau cái đầu vào đấy á, chúng ta lại ganh ghét, lại đố kỵ nhau, lại hơn thua nhau á, chiêu trò này kia đâu, ghen ăn tức ở đâu, đủ thứ ha. Đó, như thế là chúng ta lại giống như ở trong đạo người ta nói là thế gian quá đó, thế gian quá là đời thường quá đó. Phú Tân sáng này nó nở đó ha, này nó nở buổi sáng sớm nè, ngày hôm qua của nó ha, cái phơm hoa nó còn tròn vo, nhìn đã kìa chưa. Thank you.
tầng nè, phơm hoa tròn á, nó lên chừng thấy mê chà, quá trời luôn ha. Bữa nay Noel nở được có mấy bông à, chắc Tết Tây nó mới rộ lên. Bữa nay chắc ngày mai nở được chừng chục mười mấy bông à. Mấy cái này nó bị sâu á, lúc trước nó bị sâu uổng ghê, uổng luôn. Vào ngày lễ Giáng sinh á, ngày Giáng sinh là ngày Chúa sinh ra đời, mà Chúa sinh ra đời để làm gì đây? Đấy, Chúa sinh ra đời thì mẹ khóa giảng đạo nha. Đấy, Chúa sinh ra đời để làm gì đây? Mà thà chúng ta vui á, thì ông thì chúng ta vui thì chúng ta cũng không biết làm gì mà có ông trời á, ông trời con của trời ông xuống ông làm người, ông ở chung với chúng ta thì chúng ta vui rồi. Giống như kiểu như chúng ta đi du lịch hoặc là chúng ta đi học đó, có ba mẹ đi ở phía sau á. Chúng ta không biết đi ba mẹ đi phía sau làm gì á, chúng ta cũng thấy vui rồi. Đây. Đây. Chúa xuống thế gian á, xuống thế gian để làm gì đây? Đây. Trong giáo lý người ta nói là người ta dạy chúng ta là để cứu chuộc tội lỗi thế gian á, cứu chuộc tội thế gian. Nhưng mà mình nghĩ đáng hơn á, là dạy chúng ta cách sống thôi, cách sống. Cách sống yêu thương nhau á. Chúa thế gian, thế xuống thế gian Chúa dạy chúng ta là yêu thương nhau thôi, con người yêu thương nhau thôi ha. Nhưng mà chúng ta yêu thương nhau đâu có dễ nha, đây yêu thương đâu có dễ, tại vì con người chúng ta nói chung là trải qua biết bao nhiêu ngàn năm mà nói phải chiến đấu, phải chiến đấu, có chiến đấu phải giành tranh giành từng miếng ăn ha, tranh giành miếng ăn rồi điều kiện đất đai rồi lương thực đâu ha, lãnh thổ đâu đây. Con người chúng ta nói chung là để sinh tồn á, để sinh tồn thì giống như những cái con, những con vật á, con vật nó tranh giành lãnh thổ với nhau, con người chúng ta nó cũng y vậy thôi. Đấy, thì cái Chúa xuống làm người thì Chúa dạy chúng ta là sống hài hòa, sống hài hòa. Đây. Cây mai nở nè ha. Đây, cũng có nhiều ý kiến người ta, người này cho rằng á ha, mình không quýnh nó thì nó cũng quýnh mình nè. Đấy. Đây. Đây, thì chúng ta bình an trong cái khung nào có thể nhất thôi ha. Đây là mai Phú Yên nè, đây nó nở chùm chùm luôn ha. Hôm nó ra lá nhiều lắm, mình bấm bỏ mấy cái đầu cành hết. Mấy đầu cành mà ra lá đó, nó nở gơm hơn nữa nè. Không phải xẻ mà hình như nó đã nở gơm rồi nè. Đó, dạ Phú Yên nha. Thấy mê chưa? Đây, có rất nhiều cách để mà sống hài hòa với nhau á, sống hài hòa với nhau ngoài cái việc mà giống như kiểu hồi xưa đó, người ta phải chiến đấu, phải tranh giành lãnh thổ, người ta sinh sản cho ra thật nhiều á, đây sinh sản cho ra thật nhiều rồi bắt đầu nhu cầu lương thực rồi nó cạn kiệt ha, nguồn tài nguyên rồi nó cạn kiệt, phải chiến đấu, phải tranh giành, phải tìm kiếm lại. Đây, bây giờ chúng ta có thể là tái sử dụng nguyên liệu á, tái sử dụng các sản phẩm thường ngày nè, rồi là kế hoạch hóa gia đình đầu lại đó, thì nhu cầu của chúng ta thì nó khi mà sản xuất ra thì nó đủ với cái sản xuất ra mà đủ với cái tiêu dùng á, chứ sản xuất mà thiếu tiêu dùng thì xem ra thiếu hụt thì người ta phải đi tranh giành, phải đi chiếm chỗ này chiếm chỗ khác à.
nói chung mà nhạc nhu cầu của người thì không biết bao giờ mà cạn á, ta biết đủ là nó đủ à. Đấy, cái này là Thủ Đức này, nó cũng bung ra rồi nè, thấy mê chưa? Cái Thủ Đức này cây mà mình bán cho mọi người hai mùa lỡ nè. Đấy, hôm bữa lặt lá ngày bữa ngày 9 nè, ngày 9 tháng 12, còn dưới là 14 tháng 1 âm lịch đây. Đây nó cũng bung rồi nè. Đấy, khi mà lặt lá xong chúng ta xiết nước đó ha, xiết nước đó nó sẽ bung, bung cũng đều lắm nè. Cây này bung cỡ mấy chục bông, mà cỡ 50 bông có, 2 4 này được 4 ha, dài dài chắc cũng 50 cái hoa mà không thể nào nó bung hết nè. Nói chung chứ một cái bông này bung ra 4 bông mà nói để phỏng phỏng nha, như 50 cái nụ bung ra 200 cái bông không có đâu, 50 cái nụ nhỏ này bung ra 100 cái bông là dữ lắm mà. Sức đầu bung cho hết nè. Còn Phú Tân á, Phú Tân thì bao nhiêu nụ thì bung bách bấy nhiêu. Cây này bảo hỏi mình nhổ sạch luôn á, rũ sạch đất luôn á, rồi mình vô lại ha, nó vẫn bung á. Đây là cái điểm hay của cái giống này nè, điểm hay của giống Phú Tân á. Lộc này cũng bung sạch rồi nè, bắt ngủ như xương cá nha, quá trí luôn. Phú Tân nha, bung đều hết à. Đấy, người ta thường chúc nhau Giáng sinh an lành á, chúc nhau Giáng sinh an lành thì mình cũng chúc mọi người là Giáng sinh an lành luôn. Đấy, nhưng mà chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của Giáng sinh á. Giáng sinh là Chúa xuống ở với con người. Đấy, giống như chúng ta là có cha mẹ ông bà phía sau lưng chúng ta vậy đó. Ai thì Chúa dạy chúng ta làm gì, nhưng mà cha mẹ chúng ta dạy chúng ta làm gì, hãy yêu thương nhau á, hãy yêu thương nhau. Đấy thì Giáng sinh nó mới có ý nghĩa ha. Ngoài yêu thương cha mẹ, yêu thương anh em, yêu bạn bè, yêu thương người thân mình, đó chuyện bình thường rồi đó. Nhiều khi chuyện bình thường đó còn từng có người làm không được đó ha, có người lại ghen ghét, có người lại không yêu thương anh em ruột, không yêu thương cha mẹ ha. Nhiều vong ơn bội nghĩa đủ thứ chuyện hết trơn à. Đấy, ngoài cái chuyện yêu thương người thân của mình, yêu thương người thân mình thì dễ rồi, còn yêu thương những người xung quanh nữa. Đây giúp đỡ người này người kia đấy, thì Giáng sinh mới có ý nghĩa ha. Còn Giáng sinh mà đi ngắm đèn ngắm hoa không à, đèn ngắm hoa không rồi về á, đi ăn này ăn kia đâu về nó mà Giáng sinh nó cũng nó vô nghĩa ha, giống như là người ta đi xe đi chợ vậy á. Giáng sinh ý nghĩa thâm sâu của Giáng sinh á là nó thay đổi lòng người á. Đây, người ta mừng mừng á là vì nó thay đổi, làm cho người ta yêu thương nhau hơn, người ta gần gũi nhau hơn á. Chúng ta tranh thủ Giáng sinh này là có một cái cơ hội á, một cái dịp để chúng ta quan tâm đến người xung quanh nè, dành tình yêu thương với người xung quanh. Rồi ha, chúc mọi người một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa ha, mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa theo đúng ý nghĩa của Giáng sinh. Giáng sinh là Chúa từ trời xuống, Chúa sẽ ở với chúng ta và Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau. Giống như kiểu mình đang làm này nè, mình quay phim đây nè, chứ không có làm gì đâu. Quay phim đây là rất nhiều cô chú á, 50, 60, có nhiều cô chú bị bệnh á, bị tai biến đâu á, bị tai biến nằm ở một chỗ á. Đấy, thì con cái á, nhưng mà khi chú gọi điện với rể á, con cái tối ngày nó đi làm không à, nó không có quan tâm gì hết á. Hoặc là cũng không có trách được ha, công việc mà. Chú tối ngày ở dưới qua nhà có cái tivi đó, cái điện thoại đó, mở lên coi giải trí ha. Đấy, xem nhiều món bông hoa này cũng vui đó. Thì cái chuyện mình làm như thế này đây thì cũng giúp vui được một ít người á, một ít người, một khoảng chừng vài chục người thôi. Đây
thì cũng có ý nghĩa rồi ha. Rồi, xin chào mọi người.